Đầu Em tiên là đối tượng khách hàng. ừ. Đầu tiên là đối tượng khách hàng là ai này, đúng không? Tiếp tục là thấu hiểu khách hàng. Trên internet ấy, thực ra nó là cái cách giao tiếp của mình ở ngoài đời thật thôi. Như kiểu em với anh này, bình thường là phải đi gặp đến chỗ gặp nhau đúng không? Nhưng internet thế này nó là gì? Không cần đến đến với nhau vẫn có thể nói chuyện được với nhau. Thế thì đôi khi nhá, cái chất lượng nhiều người cứ bảo gì, làm cái này nó không chất lượng bằng bằng cái việc offline. Đúng, không chất lượng, nhưng tao đố mày tăng được quy mô lên đấy. Bây giờ một ông ở bây giờ em ngồi nói chuyện ở đây 1.000 người qua Zoom mày được không? Kinh doanh ăn nhau ở quy mô chứ không phải là đấy là một câu trả lời của là tại sao những nghề thủ công bây giờ ngày càng mai một. Ví dụ nha, cái bún máy bây giờ nó đánh chết thằng bún tay. Tại vì sao? Nó làm năng suất cao, nó bán 5 đồng. Cái ông bún tay sản xuất thủ công cái bán 10 đồng. Nó dẹp đập chết luôn thằng kia, đúng không? Gà ta ngon hơn gà công nghiệp, tại sao bây giờ không có gà ta mà bán? Vì ông nuôi không đủ lợi nhuận để mà bán cao nó không mua. Bán thấp ông không đủ lãi. Thế thì internet nó cũng như vậy. Bài toán ở đây là ăn nhau ở quy mô. Các chị thấy tầm quan trọng của internet chưa? Làm video trên internet chưa? Kinh doanh trên internet chưa? Cái đấy nó là quan trọng. Thế thì thay vì như thế, anh chị bây giờ thay vì đi gặp nhau nói chuyện một một ở đây, thì cái việc mà mình làm video để mình làm gì? Thứ nhất đó là mình tiếp cận đến không giới hạn địa lý. Tiếp cận đến những ông ở bên Mỹ cũng được, tiếp cận đến Anh Quốc cũng được. Cái thứ hai là làm video xong đăng lên, nó xem lúc này thì xem mà nửa đêm nó xem. Lúc đấy mình đang ngủ vẫn có thằng xem, vẫn có thằng bán hàng cho mình. Thay vì mọi người cứ kêu đó là tôi chỉ có bằng này tiếng làm việc thôi, tôi làm việc rất vất vả. Nhưng mà bởi vì mọi người không biết tận dụng cái thời gian, không biết tận dụng cái hiệu suất làm việc. Anh đang tóm lược lại những cái mà em nói trước này. Đầu Em tiên là đối tượng khách hàng. Đầu tiên là đối tượng khách hàng là ai này, đúng không? Tiếp tục là thấu hiểu khách hàng. đúng rồi, anh phải hiểu khách Thấu hàng, hiểu khách hàng xong rồi là tìm đến nỗi đau của khách hàng. anh cứ thấu hiểu đã. Thấu hiểu là gì? Là tìm được nỗi đau đấy, tìm điều mong muốn của họ Rồi. đấy, là cái gì đấy, các việc mà họ cần phải làm, nó là cái gì đấy. Bây giờ em dùng Rồi. ChatGPT để giúp anh thấu hiểu nhá. Ví dụ đây, tôi anh chị nhìn thấy đúng không, Rồi. tôi đang bán máy lọc nước kiềm à. Kiểm. Rồi, đối tượng cái máy của anh trung bình giá bao nhiêu? Giá nó khoảng 7 triệu. họ biết là nguồn nước kiềm rất là tốt, phòng ngừa các bệnh ung thư, hỗ trợ điều trị các bệnh như là giải rượu này, dạ dày này, gút này. Anh chị không thể hiểu được bằng con AI đâu. Đúng rồi, anh cũng đã tìm hiểu ChatGPT này nhưng mà chưa biết cách để sử dụng nó. Trước thầy dạy là ChatGPT là tạo nội dung mà sáng tạo nội dung mà. Rồi chuẩn bị đây. À, mình sẽ cho anh thấy khách hàng của anh nó là cái gì. Anh phải cung cấp đầy đủ thông tin cho nó. Được chưa? Khách hàng mua kiềm từ 30 đến 60 tuổi. Đây là những người trưởng thành có khả năng tài chính, quan tâm đến sức khỏe. Họ thường có kiến thức về sức khỏe hoặc đã được giáo dục về lợi ích của nước kiềm. Họ thường xuyên tìm kiếm thông tin về sức khỏe, dinh dưỡng, công nghệ. Hành vi mua hàng thường là nghiên cứu kỹ lưỡng, tìm hiểu kỹ. Họ đã gặp vấn đề là một vấn đề về sức khỏe quan tâm chính như là các bệnh dạ dày, gút, các vấn đề liên quan đến gan như là giải độc rượu đáng lo ngại, rồi lo ngại về chất lượng nước uống hiện tại.
tác động tiềm ẩn của sức khỏe lâu dài. Và mong muốn của họ này, họ được mong muốn cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua việc sử dụng các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe, đặc biệt là cải thiện nước uống trong gia đình, mong Rồi. ngừa các bệnh liên quan đến lối sống, cải thiện các tình trạng sức khỏe hiện nay. Các hành động cần làm của họ đó là: một, tìm hiểu sâu rộng về các loại máy lọc nước kiềm, đúng không? Hai là gì, tham khảo từ chuyên gia. Thứ ba là đầu tư về một sản phẩm. Rồi bây giờ nha, đây là những cái tổng quan, bây giờ đi sâu vào hơn này. Thứ nhất là bạn thu hẹp đối tượng cách nhau tầm 15 tuổi, như tôi 30 60 hơi rộng, bắt đầu nó sẽ tự thu hẹp, nó tự phân tích đó là thu nhập đấy, thì nó sẽ ra một cái tuổi đó là từ gì, 30 đến 45. Rồi. Khách hàng của anh sẽ tập trung nhiều vào tầm 30 đến 45, Chính xác. chưa? Đấy, em có cần bán đâu, em biết, anh chỉ cần cung cấp những cái thứ này là bắt đầu là biết. Vấn đề nhá, lo lắng về phân tích sức khỏe này, vấn đề này để em bảo là phân tích sâu hơn này. Đấy, bắt đầu nó ra tiếp này, rối loạn tiêu hóa này, dị ứng này, được chưa? Mình tập trung vào đối tượng 30 65 rồi. Lo lắng về chất lượng nước uống, chất lượng nước uống trong gia đình gồm những vấn đề gì? Bắt đầu chất lượng nước uống này, mình phải xem chất lượng nước uống trong gia đình của họ gồm những vấn đề gì. Thấy Nhiễm hóa chưa? chất Ô nhiễm hóa chất chưa? Bởi chính vì xác. sao? Đất công nghiệp, nông nghiệp như là trừ sâu, phân bón, kim loại nặng, các chất ô nhiễm hữu cơ. Hai gì, nhiễm khuẩn này này. Đấy, đúng không? Không được xử lý lọc sạch sẽ, dẫn đến gì, vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, gây ra các bệnh về chảy tả, các bệnh nhiễm trùng. Rồi cân bằng pH không phù hợp. Đấy, nước kiềm quá hoặc oxit axit quá gây ra các vấn đề về tiêu hóa. Đấy, độ cứng của nước này, nước cứng như dầu canxi magie có thể làm hỏng các thiết bị gia dụng. Đấy, anh thấy chưa, vấn đề của khách hàng đấy. Rồi gì, clorazin hóa này được khử trùng nhưng mà gì, tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư này. Đấy, ví dụ nước mà nó được clo quá ấy. Rồi sao, mùi và vị, đúng không, nó không ăn được. Anh thấy rất rất nhiều vấn đề đúng không? Đấy, anh hiểu khách hàng ấy. Đây là vấn đề nhá. Còn nữa, nhưng mà đây mới chỉ thôi đến tầng này thôi đã. Sâu hơn nữa thì anh chị đi tìm sâu hơn nữa. Em nói vậy để anh chị hiểu, đó là muốn bán được hàng thì anh chị phải hiểu khách hàng. Còn không hiểu được thì không bao giờ bán được hàng. Không hiểu được thì làm sao biết. Đôi khi thì hiểu này, chỉ đi nói chuyện với nhau. Ở khung xung quanh này, ở xung quanh nhà bác ấy có các cái khu công nghiệp hay không đấy, đấy. Đấy, rồi thì họ có hay sử dụng thuốc trừ sâu không bác? Họ kể chuyện đúng không ạ, đúng không? Rồi thì ở đây thì ngày xưa có đi xét nghiệm nước hoặc gì không, nó có bị ô nhiễm không, có hay không thì họ cũng kể đấy. Rồi thì bác thấy xung quanh nhà mình có nhiều người bị ung thư không bác, đúng không? Mình đây nói chuyện đang dân dã mà. Thế anh chị đi chỉ việc gì, đã hiểu khách hàng thì là bắt đầu nói chuyện. Ví dụ ở đây này, nhiễm khuẩn. Thế bây giờ cháu, con cháu nhà mình hoặc là gì, thỉnh thoảng có bị ỉa chảy không bác, đúng không? Em đang đi nói chuyện đây này. Đấy, đấy đây này. Đấy, các cái dụng cụ nhà mình thì bắt đầu đến kiểm tra. Ví dụ cái mà ấm đun nước ấy mà bây giờ nó lắng cạn nhiều ấy, chứng tỏ là nó bẩn, đúng không? Nó bị thanh nhiều, nó bị bám ở thanh nhiều. Mình phải hiểu cái vấn đề đấy. Rồi clo hóa thì bây giờ nước máy họ đang như vậy thì mình bắt đầu mình hứng mình ngửi luôn. Cái lúc đợi lúc nào mà họ bơm nước ấy, chứ đừng để lúc phơi. Đúng không? Lúc họ bơm ấy. Đúng rồi, mình phải căn xem là cái lúc đấy họ bơm như thế nào, mình đến họ người ngửi.
Bác ơi mùi clo quá được. Đấy. Đúng không? Thế thì đấy, đấy là những cái ví dụ, đấy là những cái vấn đề mà anh chị gặp phải. Khi mà anh chị bắt đầu gặp được cái vấn đề này thì bắt đầu là mình mới giao tiếp với khách hàng, mình nói chuyện nữa chứ. Tự nhiên họ đang quan tâm những vấn đề này, mình Đó ý là đồng cảnh với khách hàng về những cái vấn đề này ừ thì đấy. mình sẽ làm mở đầu cho một cái mối quan hệ, đúng Ừ. không? Ừ đấy. Khi thân thiết với họ rồi thì mình sẽ có thể là làm nhiều thứ. Đấy thì phải dần dần chứ đúng không? Đúng Chưa chi chỉ nhăm nhăm mà lấy tiền của họ thôi thì nó khó lắm. Không làm được đâu. Họ giờ bây giờ họ rất là thông minh rồi. À, hai nữa là gì, rất nhiều nơi bán thì anh chị phải hiểu cái này, phải hiểu cái sản phẩm nữa. Thì anh chị họ rất nhiều nơi bán họ mới chọn anh chị. Còn anh chị không cung cấp giá trị cho họ ấy. Xin lỗi thì họ cần họ không mua. Họ đi mua chỗ khác. Có người tư vấn tốt hơn. Thời buổi này là thời buổi của chuyên gia, có nghĩa là anh chị phải giỏi hơn những người mà bán cái sản phẩm này của anh chị đấy, thì bắt đầu mới bán được đúng không? Đấy, bắt đầu hỏi này họ có mong muốn gì. Nếu con ChatGPT nó làm nói chuyện với nó một lúc là bắt đầu nó hiểu mình nói gì, nhưng bắt đầu mình phải cung cấp thông tin cho nó họ mong muốn gì. Bắt đầu nó cung cấp cho mình những thứ, bắt đầu mình hỏi sâu hơn nữa thì bắt đầu nó sẽ trả lời. Đấy. Sướng không? Có con này sướng không? Em chẳng có bán máy kiềm như anh đâu. Nhưng mà bây giờ còn hiểu hơn anh. Hiểu hơn là chắc. Đấy, anh chị thấy chưa? Bây giờ đấy mong muốn của họ thế này. Cải thiện sức khỏe này. Đấy. Họ mong muốn có nguồn nước sạch an toàn để cải thiện duy trì sức khỏe cho các thành viên. Rồi phòng ngừa bệnh tật đúng không? Rồi hỗ trợ điều trị đấy. Mình phải hiểu đó là mình phải hiểu thêm về về dinh dưỡng nữa. Ví dụ như là gì? Ví dụ như là các cái bệnh ung thư ấy thì nó rất thích là cái môi trường axit. Càng môi trường axit thì càng nó càng thích. Thế thì mình phải làm cho cơ thể mình ở chế độ kiềm, ở môi trường kiềm. Phải ăn uống thì mình phải 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 biết về cái điều đó. Mình cũng học thêm. Thế mình chỉ cần nhớ từ khóa thôi là bắt đầu mình đào nó ra. Đúng không ạ? Làm thế nào để như thế này, làm thế nào như thế kia. Đấy. Rồi thì chất lượng cuộc sống ấy này. Thông qua việc này, chất lượng nước tốt hơn, vị ngon hơn. Đấy, không có mùi. Rồi đầu tư, đấy, bao nhiêu thứ như này. Từ từ hãng bán hàng, cứ nói chuyện với họ để giúp họ giải quyết vấn đề đó. Đúng không? Rồi nè, các việc họ phải làm ấy. Họ cần làm để giải quyết vấn đề trên. Đấy, anh chị phải giáo dục họ. Đấy, đến lúc này thì mình mới gì, mình hướng dẫn họ. Tìm hiểu nguyên nhân gây ô nhiễm, hiểu rõ về công nghệ lọc khác nhau. Đấy, đánh giá hiện nước hiện tại, ví dụ anh có thể anh mua mấy cái dụng cụ ấy, bây giờ là đấy cháu đến cháu kiểm tra đây này, nước của bác đang gặp những cái vấn đề như này đúng không? Đấy xong mình hoặc là các cái máy móc các cái thiết bị của họ mà bị lắng cặn hoặc gì đi, mình hướng dẫn họ cách xúc rửa. Đấy. Rồi từ từ hãng bán cứ bình tĩnh nha, bán Đấy là nhanh, bán nhanh thì không bán được đâu. Bây giờ cái máy 27 triệu mà đòi gặp một hai lần bán được ngay khó lắm, từ từ. Hoặc là anh chị phải xem hoặc sản xuất các video và họ phải xem rất nhiều video của mình đã, khi mà họ tin rồi tự họ chốt đơn. Thì bây giờ không phải là mình chốt đâu, tự họ chốt mình đấy.
Tự khách hàng chốt mình đấy, có phải mình tự chốt họ đâu mà. Đấy. Đấy, thì bắt đầu gì? Khi bắt đầu anh chị hiểu được cái vấn đề của khách hàng thì bắt đầu mình mới giao tiếp được. Mình học cách giao tiếp.